máy lọc nước uống nước trực tiếp không qua đun sôi, cây nước nóng lạnh. Tất cả những tính năng ưu việt này giờ đây đã được gói gọn trong một chiếc máy lọc nước 2-in-1 RO1200 cap với 10 lõi lọc cao cấp của hãng Fuji. Với thiết kế thon gọn, với màu xanh đen thanh lịch kết hợp với mặt kính cường lực độ bền cao, phía sau có 3 dây gồm nguồn cấp nước, nguồn xả nước thừa và nguồn thoát hơi nước nóng khi nước được đun sôi. Vòi lấy nước không rỉ, an toàn cho sức khỏe. Máy có 2 vòi nước, vòi bên trái là van màu hồng, là vòi nước nóng. Khi nước đạt 85-95 độ C thì đèn đỏ báo tín hiệu sẽ tắt. Ở giữa là van màu trắng, dùng cho nước nguội thường. Bên phải là van màu xanh, là vòi nước lạnh. Khi nước lạnh đạt từ 5-10 độ C thì đèn xanh báo tín hiệu tắt. Bình chứa dung tích 10 lít, thoải mái cho gia đình, văn phòng, pha trà, cà phê hay nấu mì gói rất dễ dàng. Bên trong máy có hệ thống 10 lõi lọc, nước sau khi đi qua 3 lõi 1, 2, 3. Lõi lọc thô sẽ để lại bùn đất, rỉ sét. Sau đó nước được đẩy qua lõi số 4, lõi RO, được sản xuất chính hãng tại Mỹ. Công nghệ lọc RO là công nghệ sử dụng màng lọc chỉ với kích thước 0,0001 micromet. Ngoài việc loại bỏ các tạp chất, vi sinh vật, siêu vi khuẩn, các chất hữu cơ, thì màng lọc RO còn tạo độ khoáng cao, giúp nước tinh khiết nhất và có thể uống trực tiếp qua lõi này. Tiếp theo, nước được dẫn qua 6 lõi còn lại, lõi T33, lõi khoáng đá, lõi hồng ngoại, lõi nano bạc, lõi alkali và lõi hydrogen. Nước khi đi qua lõi này sẽ giúp khử hết mùi hôi, bổ sung khoáng chất, tạo vị ngọt tự nhiên cho nguồn nước, cung cấp khoáng chất cho cơ thể, làm tăng oxy trong máu, làm chậm quá trình lão hóa, cải thiện tình trạng của hệ tiêu hóa. Cuối cùng, nước sẽ được đưa đến bình chứa. Nếu các bạn muốn sử dụng nước nóng, lạnh thì bật công tắc trong thân máy, đợi 5 phút là đã có nước sử dụng. Đặc biệt, máy còn có hệ thống kiểm soát thông minh ở bên trong máy, tự động ngừng hoạt động khi áp lực đầu nguồn không đủ hoặc đầy bình với van áp thấp, van áp cao. Các máy lọc cũ trên thị trường tiêu hao điện là 220V, còn với model này thì chỉ mất khoảng 24V với hệ thống amp after, giúp tiết kiệm điện cho gia đình bạn rất nhiều. Máy lọc nước 2-in-1 Fuji RO 1200 cap, món quà sức khỏe cho gia đình Việt.